Tôi là chùm chơi mấy trò cảm giác mạnh mà. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, nhắm mắt rồi. Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Chris Đâm Cảm ơn. Mình là Mai Quỳnh Anh đây. Rồi, hàng ngày hôm nay mình sẽ dắt các bạn đi chơi Dream World, thế giới mơ ước. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vô hơi. Ủa, chào bạn. Các bạn, ủa bạn đi đâu vậy? Ủa sao có bạn của bạn ở đây nè. Vô đứng thử coi. Rồi, dở cái tóc lên coi. Ôi vàng luôn má ơi. Cái chỗ này mắc cười lắm các bạn. Nó mở vào lúc 10 giờ sáng cho tới 5 chiều nó nghỉ. Đó, trời, tao tưởng tao đi chơi công viên mà tưởng đi làm công ty không má. Đúng kính con 5 giờ là phải nghỉ về về. Dạ hành chính. Ừ. Trời, vô đây là được đi vòng ngoài thế giới luôn nha má. À, có những công trình thu nhỏ ha. Đây, biết đây là gì không? Đấu trường La Mã. Đấu trường La Mã nha. Quá ghê luôn. Đó. Bata Cúc. Sparta. Sparta. Đây là ở đâu ạ? Đây là ở Pháp. Paris. Paris. Xíu nữa mình sẽ chụp hình ở Pháp. Người ta tưởng là mình hay ho hay ho. Mình được đi Pháp. Nhưng mà ta hỏi, ủa đi Pháp gì nắng dữ rồi má? Tại vì tại mùa nắng. Mùa nắng hả? Ghê vậy sao? Cái nữa. Biết mấy cái này không? Mày nói là gì chồng? Stonehenge. Ở Anh á. À, cái này vừa thấy trên TV rồi mà vừa không nhớ. Ok. Đang đi quay thì hả, có anh kia lại xin chụp hình. Cái giờ mình nói là chắc là tại ông thấy tụi mình đẹp nên mới chụp hình. Hôm qua cũng vậy á, qua tụi mình đi chợ đêm á, xong có một chỗ ở chợ đêm cũng kêu là á cho tôi ngồi tấm hình nha, tôi chụp cho cái chợ đêm này tôi post lên. Hả? Trời quá dữ luôn, có chiếc xe lửa chạy luôn. À. Ghê thiệt. Hello. Chào lại vợ kìa, chào lại vợ kìa. Dễ thương quá. Cái kia, các bạn chào em kia. Chết rồi mọi người, tôi có fan Thái rồi, tôi có fan Thái. Phục khuôn khạp. À, tượng nữ thần tự do nè. Mà trước ác à má. Vậy là mình sẽ chụp ở đây, cái mình nói là tại vì tụi tôi đứng xa thôi. Đây là cái tự nhìn nhỏ. Kia là gì? Kim tự tháp. Kim tự tháp Ai Cập. Ở đây biết không? Sức mang biết. Sức mang mà biết. Xin giới thiệu, đây là La giới. Là La giới. Là gì cho mà biết. La đền Angkor Wat. Biết ngay mà, biết ngay là đền Angkor Wat. Ghê thiệt, cái gì cũng biết hết á. Chỉ có biết điều là không biết thôi. Taj Mahal nè. Đẹp quá ha chồng, cái này thấy trên TV đẹp quá ghê á. Nó có cái bộ Lego xếp cái này luôn. Tụi tôi tới, ôi trời mẹ ơi. Quản lý Trường Thành. Quản lý Trường Thành nha má. Nè trời, quản lý Trường Thành luôn. Wow. Trời, yêu quái. À, yêu quái nó mà xinh đẹp thế này. Rồi mấy đứa xinh đẹp mới là yêu quái á má. À. Không coi tại du ký rồi. Xấu là lâu la thôi. Mấy con mà đại dương á là xấu. Mấy con đẹp là hả yêu quái. Ở đây sẽ là cái map. Ủa, tao có bán vé số ở đây nữa. À, có giùm con một tờ đi chủ. Không. Con đợi quà chủ. Đói mẹ kiếm đồ ăn với tự nhiên đi. Vâng, con có tiền ăn chủ. Con có tiền ăn chú hả? Sao con đòi ăn chú? Hả? Cái gì sổ chủ. Ồ, ở đây có Water World nè. Này cho mấy đứa nít vô chơi vui. À, mình cũng được chơi mà. Mấy giấy số ai cho vô? À, đó, có bộ mỹ game kìa chồng. Hả? Bạn có bộ mỹ game, có ăn không? Dạ không. Ủa? Fan tôi nãy nè. Nãy á. Hello, nó hello. Mấy bạn này dễ thương lắm.
Hồi đó mà hả được đi này chung với lớp là vui lắm á mọi người. Sợ chưa, sợ chưa? Tôi là chùm chơi mấy trò cảm giác mạnh mà. Vô thôi. Sợ chưa? Tôi là chùm chơi mấy trò cảm giác mạnh mà. Sao vậy, con nít mà ghê vậy? Sao mấy đứa nhỏ hồi nãy nó đi được? Thank you. Sao nói đi hay lắm mà. Hồi nãy mình thấy mấy bạn nhỏ kia, mình thấy mấy bạn kia, mấy bạn nhỏ chắc học lớp 2, lớp 3 gì đó. Mấy bạn đi mình tưởng là ôi chóng mặt. Là đi dễ lắm hả? Là tưởng đi nó nhẹ nhàng lắm, chỉ cho con nít mà. Má ơi xịn điện luôn. Ngáo luôn. Đó mấy bạn đi nè, mấy bạn này đi nè mọi người. Mấy bạn này đi nè. Thấy chưa? Đây là khu Photopia, khu chụp hình. Nhìn nhìn kìa. Mình nhìn bằng cây. Ơ, à, còn con cá. Nước đục nha mẹ. Nước đục quá không thấy. Nhưng mà còn con cá màu cam. Cổ xe ngựa. Xe bị ngô. Ở nhà của bà chú Lùng. Bình thường mấy bạn, thí dụ mà đợt trước mình đi Singapore á, mình dẫn các bạn đi Universal á, thì hả vé của nó mắc kinh khủng nha. Còn cái này mình mua vé super luôn rồi đó. Là coi như không giới hạn trò chơi đồ các thứ á. Xong rồi cộng với Snow Town là thị trấn tuyết á, là coi như là vé nó có tổng là triệu rưỡi hai người á, coi như là 750 một đứa, là rất là rẻ luôn. Tại vì hả đợt trước đi nếu mà Universal chắc cũng phải 1-2 củ một đứa. Dạ. Chồng ơi, cái ở kia la quá, nhà ma hả? Đó, nghe tiếng la rồi. Tụi tôi bị cuốn hút bởi những tiếng la. Tụi tôi sẽ quyết định là đi coi thử coi. Cái này giống cái ông cây trong Chú Tể Những Chiếc Nhẫn. À, ông mà chở hai chú lùn ở trên người đó. Ờ, nhưng mà giờ ông không có hai chú lùn, chở đỡ hai người. Ồ, ở đây có một con King Kong. Làm tôi nhớ tới phim Attack on Titan quá. Dám chơi này không? Chồng dám chơi không? Tao dám chơi không? Dám chơi không? Ghê quá à. Chồng dám chơi không? Chồng là hơi bị can đảm luôn á. Chồng lên chơi đi, vợ quay cho. Vợ quay thì không đẹp. Vợ quay đẹp mà bình thường chồng hay kêu vợ quay mà. Thôi vợ quay không đẹp, tại vì để Rick nó giận tội nó. Thì mình để trong máy rồi đó, quay chồng. Thôi để sợ người ta lấy á. Ê, mày đập cạo sợ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ sợ mấy cái này luôn. Mặt nó không hưởng máu luôn kìa. Chơi gì vậy trời? Trời gì mà dễ thương vậy? Chơi bớt vịt. Bớt vịt. Wow, được quá trời con này luôn. Này có giải siêu bự luôn. Má được nguyên con vịt này. Má ơi, vậy sao đem về được? Ép chân không? Rồi, cái này là giống như là chơi gacha. Gacha dưới quê nha mấy má. Vớt vịt. Đứa nào hên là đứa đó càng được cái quà ngon em đó. 100 bạc là khoảng 70.000 để vớt 3 lần. Đó, 3 lần hên xui. Rồi bây giờ mình sẽ vớt nha. Hãy coi số mấy nha. Số 1. Số 1. Số 1 là được một con búp bê nhỏ. Một con búp bê nhỏ. Chồng vớt đi. Chồng nghĩ là chồng tên là Thanh là phải dịch màu xanh.
số không mà móc khóa, móc gắn chìa khóa thanh lắm không thủy à. À nó có ba màu à, ba màu thôi, vậy mình vớt màu còn lại đi ha. Mà dễ gì nó, nhiều khi nó không ghi số kia luôn. Số không tiếng xu nha má, xu nha. Đây được mà hai cái móc khóa à, này là số không, giải số không, two keychain. Rồi lấy keychain đi nè. Khủng long hay là con kia dễ thương hơn đúng không? Dạ. Thank you. Đây mình lấy hai cây móc chìa khóa với cái này về cho tuổi, cái này về tuổi thích lắm nè. Không, tuổi thích mấy thằng nhỏ nhỏ nè. Ôi cái trò này gấu to lắm, đừng chơi. Chắc gì đã ném trúng mà bây giờ. Không, mình lỡ mình trúng á, mình ném về không được nữa, buồn lắm. Cho mấy bạn nhỏ đây. Ồ. Để cho một bạn may mắn. À, lâu mình mới tới đây nè. Ôi, tàu bay nè. Nước ơi, cái xóa bồn. Rồi, móc xỉa đi. Xóa bồn. Thôi, 50 bạn là được 2 trái. 50 bạn được 2 trái đó. Nãy giờ bé này ném không biết bao nhiêu trái. Hồi nãy thấy chị này kêu đưa 1000 bạch. Ủa, đây là con trái, đây mấy? Không, how much? 150 bạch, 50 bạch. À, ok. 100 là được 6 trái, 1, 2, 3. Ok, you can play. Rồi, ném trước đi. Bé ném trước đi. Chị sẽ ném nha. Ok, first one. À! Ôi ôi. Next one. Đến bây giờ kìa mình đến ngay hả Lục Hà, lon đường luôn đây rồi. Ok. First one. Last one. Keychain. Ok, last game. Ok, first one. Ôi, try again. Okay. Oh, try again. Yep, okay. Oh. Last one. Get the last one. Oh, no. Thank you. Okay, thank you. Lại thêm được hai cái móc gắn chìa khóa. Hai màu vàng là khác nhau. Ok. Mày đặc lắm. Tôi thấy bạn đó là hơi gung đó, hơi gung với tôi đó. Hồi nãy chồng thấy không? Cái cũ mà chồng cái cuối cùng á, bạn ấy rung để đánh là hướng chồng á. Đây rồi. Let's one. Cũng mém đó bọn. Thôi qua đây chơi. Qua đây chơi cái này đi. Ném dĩa. Bảy đi. Ờ. Một trăm, chơi luôn. Móc xẻ. 100, chia game. Ok, chia game. Ok. Chủ đồ bên chút hiện. Bóng nào, let's go. One more, anyone. Oh, hỏi xuân cho nó bộ. Mạnh ba. One more. Game nha. Cái này một bóng á, không được gì hết. Một bóng được gì hết, khó nha, khó. Cái này mắc lắm mọi người, cái này 150 bạc luôn. 150 bạc. Cái này 105 ngàn luôn. Chơi không? Chơi. Rồi chơi. Đây là giống như game grab all you can á. Lấy càng nhiều càng tốt. Hết tiền rồi, phải lấy tiền khác. Chậm chơi không? Bé đi. Mình đợi thôi đúng không? Nhiều lên. Kẹp chân luôn. Lấy cano. Wow. Không cho kẹp chân. Ok.
bắn số. Phòng giám bạch tụi mình sẽ chơi được 3 game. Nó không ra. Hình như gài chắc quá. Giống như cái trò ném lon á là phải bắn ngay cái center á. Nè rớt 3 cái luôn á. Đúng rồi. Còn một cái nữa, một cái nữa. Cái nữa. Thế nhưng mọi người, khi nào gần chúng á là nó sẽ xài mít. Thấy chưa, nó sẽ xài mít. Này khó nha. Nhưng mà chồng, ngồi để ý nha. Kiểu như là mình chơi xong mình gần chúng á là cái người đó họ sẽ cầm cái gì đó, họ làm phân tâm mình, họ sẽ mở loa, họ sẽ đánh chuông. Đúng rồi, đúng rồi, ghê lắm. Ghê lắm, dễ vậy. Mốt á mà qua đây chơi á làm phải làm lan và đẹp cắt dây chuông được của nó. Mình sẽ đeo cái bịt lỗ tai á cho không có nghe vậy đó mọi người. Đúng rồi. Đừng quên đón xem tập sau nhé các bạn, tại vì tập sau còn những điều hết sức là hấp dẫn. Tụi mình đi chơi nhà ma. Đi vào thị trấn tuyết. Cái này là tiếng thiệt nha, không phải tiếng giả đâu. Chơi trò chơi cảm giác mạnh, xoắn 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 các thứ. Sau đó đua xe gọi anh lên ga bắt đầu là phóng nhanh. Vợ tôi đâu rồi, vợ tôi đâu rồi. Dìu dìu. Còn chơi gì nữa mà không đón xem chứ hả?